Hành trình đến trường dẫu phải đối mặt với nhiều gian nan thử thách, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình em Lý Thanh Ương, lớp 10A5, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Quỳnh Cương ở tỉnh Sóc Trăng là những thành tích học tập sáng ngời của các con. Chỉ có duy nhất con được học tập mới có thể giúp tụi em thành công sau này. Đời tôi thì khổ rồi, tại vì mình không có được học. Tôi thì cũng muốn cho con học tới nơi tới chốn. Tại thì em đang theo đuổi ngành y để có thể giúp cho những người bệnh nhân nghèo có thể vượt qua những cái cơn bệnh mà họ đang mắc phải. Và chúng ta cùng chờ xem sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt tuần này sẽ tiếp thêm động lực cho em như thế nào trong hành trình hướng đến tương lai. Chương trình Thắp Sáng Niềm Tin giống như là một cái phao vậy đó. Đặc biệt hơn là cái phao này là được quăng ra ngay lúc mình cần nhất. Chính vì thế mà nó làm thay đổi cuộc đời của mình. Kính mời quý khán giả cùng đón xem chương trình Thắp Sáng Niềm Tin phát sóng vào lúc 16h40 thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.